Bạn tin cứ ngủ là đẹp, nhưng ngủ sao cho đẹp? Bạn có biết căng thẳng mãn tính, thiếu ngủ hoặc giấc ngủ không sâu là kẻ thù số 1 của sức khỏe và làn da? Không chỉ khiến cho da bị sạm màu, mất đi sức sống, mà da còn mất luôn cả khả năng đàn hồi và tăng sinh collagen. Lão hóa da cũng vì thế mà leo thang. Dù công việc thường bị deadline dí và đôi lúc căng thẳng khiến bạn khó ngủ, hãy cho phép mình có một giấc ngủ thật chất lượng với mặt nạ bao xin firm nhé. Đừng chỉ là ngủ mà hãy có một giấc ngủ đủ chất lượng. Bạn tham khảo thêm những gợi ý sau để giúp cơ thể thư giãn hơn nhé. Giãn cơ nhẹ nhàng, đọc sách hoặc nghe nhạc trước khi ngủ. Nến thơm cho không gian phòng ngủ thư thái. Hoặc massage vài phút với mặt nạ ngủ Bouncy & Firm để thưởng thức hương hoa mẫu đơn cho da và chính bạn bước vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Phức hợp hoa mẫu đơn và collagen giúp làn da săn chắc và phục hồi. 45.000 hạt dầu dưỡng cho hiệu quả dưỡng ẩm thật tốt. ASMR chuẩn là nên. Da ngủ ngon và phục hồi thật đơn giản.